Đối ngoại Việt Nam phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương. Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà, chuyến thăm chính thức đầu tiên tới CS Indonesia của đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta tới quốc gia này sau 13 năm kể từ chuyến thăm năm 2010 của Chủ tịch Quốc hội, nay là Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, năm 2013 đến năm 2023 và hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả và thực chất giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các kênh, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, quan hệ bạn bè truyền thống giữa hai nước. Qua đó khẳng định sự coi trọng của Việt Nam trong ưu tiên phát triển, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống trong khu vực nhằm mở ra những cơ hội mới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo ra động lực mới để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia một cách sâu rộng và thực chất hơn. Cũng theo đồng chí Lê Thu Hà, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ ký lại thỏa thuận hợp tác với những nội hàm hợp tác mới sâu rộng hơn, bao trùm hơn, cụ thể hơn và phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay. Quốc hội Việt Nam đề xuất 3 sáng kiến tại AIPA 44. Đối ngoại Việt Nam chuẩn bị cho AIPA-44, 3 sáng kiến đề xuất bởi Quốc hội Việt Nam. Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà cho biết, để chuẩn bị cho AIPA 44, Quốc hội Việt Nam đã chủ động đề xuất 3 sáng kiến gồm dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số do phụ nữ dẫn dắt và vì phụ nữ, dự thảo nghị quyết về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững, dự thảo nghị quyết về thúc đẩy áp dụng các hướng dẫn của ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp, lâm nghiệp. Các dự thảo nghị quyết này sẽ được đưa ra tại phiên họp của Hội nghị nữ nghị sĩ AIPA, WAIPA và phiên họp của Ủy ban Kinh tế. Đây là những dự thảo nghị quyết rất quan trọng, có thể giúp ASEAN khai thác được các lợi thế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời khai thác được những tiềm năng để phát triển các lĩnh vực lương thực, nông nghiệp, lâm nghiệp, đồng chí Lê Thu Hà cho biết. Mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Iran, liên quan tới chuyến thăm chính thức Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn chia sẻ, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Iran có những bước phát triển rất tốt đẹp thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp xúc song phương tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Danh nghĩa của chuyến thăm là Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm chính thức Iran nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Iran của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Iran sau 24 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch.